Ngày hôm qua, theo giờ địa phương, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã công bố đợt lãi suất tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm. Động thái này lập tức gây biến động trên các sàn giao dịch tại thị trường phố Wall. Các thị trường tài chính và sàn giao dịch chứng khoán đã có phản ứng tức thì và rung lắc mạnh sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed, công bố quyết định nói trên. Hầu hết các mã chứng khoán chủ chốt như S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones đều giảm điểm. Xu thế giảm điểm chững lại vào cuối phiên, song khối lượng giao dịch hầu hết đều giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư. Sắc đỏ cũng chiếm chủ đạo trên sàn giao dịch dầu mỏ khi giá dầu thô giao ngay giảm 1,18% và neo ở mức 70,06 đô la một thùng. Tuy nhiên, thị trường kim loại màu có xu hướng phản ứng tích cực khi giá vàng đã tăng nhẹ lên mức 1.970,10 đô la một ounce. Với việc tăng nhẹ lãi suất, Fed đã phần nào điều chỉnh linh hoạt chính sách tiền tệ, tránh siết chặt quá mức để chống lạm phát. Trong bối cảnh ngành ngân hàng của Mỹ đang chao đảo, thì việc Fed tăng nhẹ lãi suất là bước đi hợp lý, phần nào có tác dụng trấn an thị trường ngân hàng. Đúng như giới phân tích dự đoán trước thềm cuộc họp, Fed đã thực hiện một bước đi mang tính an toàn cao với quyết định tăng lãi suất chỉ với 0,25 điểm phần trăm mà thôi. Bước đi này của Fed vừa nhằm trấn an thị trường và giới đầu tư rằng Fed không thay đổi mục tiêu tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát đang ở mức kỷ lục, song cũng có những điều chỉnh mang tính linh hoạt nhằm tránh bóp nghẹt dòng tiền trong bối cảnh ngành ngân hàng Mỹ đang chao đảo vì sự sụp đổ của nhiều ngân hàng lớn như Silicon Valley Bank hay Signature Bank. Thanh Tuấn, phóng viên thường trú Thông tấn Việt Nam từ New York, Mỹ.